Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nói riêng, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng sự ra đời của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, lời thăm hỏi, chúc sức khỏe các hội viên và chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Thủ tướng nhấn mạnh, với bề dày 78 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân anh hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu công an nhân dân và sự ra đời của hội thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo của Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, cùng với việc nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng trong hoạt động của hội, Thủ tướng tin tưởng hội sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy truyền thống tốt đẹp vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Còn Đảng, còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.